Chuyện chẳng có gì để nói nếu như anh không qua lại với chị sau ngày họ ly hôn. Phan người tôi yêu thuộc tuyếp người Quảng Giao biết làm ăn. Đàn ông thành đạt, có xe hơi, tiền tiêu dùng dình như anh dễ trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái ham giàu sang. Tất nhiên, anh cũng không bỏ qua cơ hội, sẵn sàng tìm niềm vui bên ngoài. Sau nhiều lần trăng hoa, vợ cũ anh biết chuyện, hai người nhanh chóng ly hôn. Tôi gặp anh khi hai người mới ly hôn 4 tháng. Bạn bè khuyên can tôi đứng bước vào vết xe đổ của người phụ nữ trước. Bản tính anh lăng nhăng, đến già cũng không thay đổi được. Lời ông tiếng ve là vậy, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, quyết tâm cho anh cơ hội. Thời gian tìm hiểu, tôi công nhận anh chỉn chu, biết tâm lý phụ nữ. Bố mẹ tôi khó tính còn bị anh thu phục. Ở nhà có đồ nào ngon cũng để dành, gọi cho rể tương lai đến ăn. Đám cưới chúng tôi dự kiến cuối năm nay tổ chức, nhưng tôi có bầu một tháng, nên hai đứa để thời gian tổ chức cưới sớm hơn dự kiến. Ngày trọng đại, tôi sung sính trong bộ váy cô dâu, trang điểm lộng lẫy, chờ anh đến rước. Giữa lúc cô dâu chú rể ra chào quan viên hai họ, một đám người từ cổng sông vào gây náo loạn. Người phụ nữ trông sắc sảo nhảy ra trước mặt không ngớt lời rủa xả Phan và tôi. Chị chính là vợ cũ của anh bà con hàng xóm, đồng nghiệp cơ quan tôi không hiểu, bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi nghĩ chắc chị nhầm lẫn gì ở đây nên yêu cầu Phan nói rõ. Phan lúng túng, mặt đỏ gay, tìm cách kéo vợ cũ ra ngoài. Vợ cũ của Phan không đi mà lớn tiếng tiết lộ, không hề biết Phan lấy vợ mới. Hai người ly hôn sau lần chị phát hiện anh ngoại tình. Tuy vậy, anh hay qua lại thăm con, ăn bữa cơm gia đình, nói yêu thương chị. Người ta nói, tình cũ không dù cũng tới. Hai người nảy sinh chuyện vợ chồng. Hầu như tối nào anh cũng về nhà chị ngủ qua đêm. Chị vẫn đinh ninh, chồng thay đổi, muốn hàn gắn tình cảm thật sự. Ngờ đâu, khi vào Facebook thấy một người bạn của anh đang tấm thiệp mời cưới của chúng tôi. Chị đến hôn trường theo địa chỉ trên thiệp, vạch trần bộ mặt của chồng cũ, đồng thời đánh ghen cho hà cơn giận trong lòng. Chị ra về cũng là lúc lễ cưới của tôi và Phan dừng lại. Anh liên tục thanh minh, nói vợ cũ còn yêu mình, không muốn anh lấy ai nên mới hành động như vậy. Anh dục tôi đi đăng ký kết hôn để chứng minh người anh lựa chọn là tôi, không phải là chị. Thế nhưng tôi tự hỏi, nếu chị cố tình gây rối như lời anh nói, tại sao lúc có mặt chị, anh không dám nói gì, lại đẩy tôi vào tình thế khó xử trước bao người? Tôi và anh chưa kịp đăng ký kết hôn, trên danh nghĩa chưa phải vợ chồng chính thức. Nếu bình thường tôi nghĩ cả hai chia tay là phương án tốt nhất. Tôi không thể sống cả đời với người đàn ông có thói hư tật xấu lại lừa dối mình như vậy. Tuy nhiên, tôi lại đang có bầu, liệu con đường làm mẹ đơn thân có phải phương án tốt nhất, hay tôi cứ đăng ký kết hôn với anh, chứ con danh phận đàng hoàng. Xin hãy cho tôi lời khuyên.